Và thưa đại chúng rằng là những cái ví dụ điều này nó không hết, nhưng mà mình nói như thế thì quy chiếu là một điều để cho các vị nhận diện rằng là tâm thức ta nó rất là hời hợt, nó chỉ nhìn thấy những cái bề cạn của mọi việc thôi, chứ nó không thấy cái bề thâm sâu. Xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả đại chúng.